Chị chồng tôi thay đổi thật hay tất cả chỉ là vờ vịt để che giấu âm mưu khó đoán? Đưa tách trà lên miệng, tôi chăm chú nhìn sắc mặt của chị chồng. Chỉ cần tôi uống nó thôi, chị ta sẽ sung sướng lắm khi đạt được mục đích. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như thế. Trước khi về làm dâu nhà Kiên, tôi đã nghe rất nhiều tiếng tăm không mấy tốt đẹp về chị chồng. Tính khí khó chịu, keo kiệt, chỉ thích ăn bám nhà mẹ. Rồi người cộc cằn nhiều chuyện, luôn soi mói chuyện thiên hạ. Mọi người truyền tay rằng, khi nào tôi về làm dâu nhớ cẩn thận với chị, coi chừng ra đường ở. Gia đình tan nát dưới cái miệng chanh chua giận chuyện ấy. Tôi cười xòa cho rằng mọi chuyện đã nói quá lời. Tôi đến nhà chơi nhiều lần, tuy thấy chị đanh đá thật, nhưng cũng không đến nỗi ác như thế. Về làm dâu, càng lúc tôi thấy chị chồng càng ra mặt hiểm độc. Nói chi xa, đêm tân hôn, chẳng hiểu chị học ở đâu mà treo mấy miếng mỡ gà lòng thòng trên bốn bức màn phòng tôi. Mùi tanh tưởi khiến tôi khó chịu, nhưng chị không cho gỡ xuống vì sợ sau này tôi sẽ quản chồng, quản mẹ chồng. Hóa ra, chị làm thế để tôi dễ bị chồng quản lý và chịu sự sai khiến của nhà chồng. Lúc đó tôi không biết nên nghĩ chị làm thế để xua đuổi điềm xấu cho chúng tôi. Biết rồi thì tôi sợ. Hai vợ chồng chị làm ở công ty nước ngoài lương tháng rất cao. Thế mà đến bát yến chị cũng chẳng mua nổi cho bố mẹ chồng tôi uống. Đã thế chị còn hất mặt bảo tôi phải chăm ông bà cho tốt. Ông bà mà mất một sợi lông tay hay lông chân là tôi chết với chị. Rồi chị ra đường nói xấu tôi tùm lum. Nào là tôi ăn ở hỗn hào với nhà chồng, bỏ bê mẹ chồng bệnh nằm chèo queo một mình, bỏ quần áo chồng lộn xộn nhăn nhúm. Nói chung tôi biến thành một đứa đáng đánh, đáng bỏ, đáng chửi rủa trong mắt mọi người chỉ nhờ cái miệng của chị ta. Chị ta còn nhận chuyện tôi hất đổ bát cơm từ tay mẹ chồng. Tôi cũng chẳng biết đâu cho đến khi tôi ra chợ và bị một bà thím bên nhà chồng chặn đường. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà ấy đã tru tréo, đồ cái thứ mất dạy. Bà con lại đây mà xem cái loại con dâu hất đổ bát cơm từ mẹ chồng này, xem cái mặt nó làm bằng gì mà còn vác ra đường đi chợ thế này. Mẹ chồng ba chồng bệnh nó bỏ cho chết. Chị nó thấy thương quá đến chăm còn bị đuổi về. Cái loại này đáng lót lá trả về không? Mọi người túm lại xem. Tôi hoảng hồn không thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Nhờ những người ở chợ nói giúp, bà ta mới nguôi giận và về nhà. Tôi để thăm bố mẹ chồng tôi. Hóa ra chị chồng tôi về quê ăn dỗ kể lệ khóc lóc dưới đó. Bà thím nghe chuyện tức quá mới chạy lên đây làm cho ra chuyện. Chị dỗ cô chống nhau một trận. Sau lần ấy bà ta thề là không bao giờ tin lời chị chồng tôi nữa. Dù nói gì thì nói, chứ tôi vẫn thiệt thòi nhất khi không bị bêu rếu ở chợ. Khi tôi có bầu, cả nhà chồng mừng lắm, bảo chị chồng đã có kinh nghiệm sinh đẻ thì bảo ban tư vấn cho tôi. Chị ta đông đã đồng ý. Hai hôm trước, chị ta về nhà chơi rồi hỉ hả đem cho tôi một túi trà nhỏ. Chị ta nói túi trà đó rất tốt, có tác dụng an thần và dưỡng thai. Nói rồi chị ta hăng hái đi pha cho tôi một tách. Vốn phòng ngừa nên tôi cũng lén xuống bếp xem thử chị ta làm gì. Chị ta pha trà nóng xong thì rót thêm một ít nước máy vào tách trà, sau đó hí hửng bưng ra cho tôi uống. Tôi không hiểu sao chị ta làm vậy mà vững vờ như không biết. Tôi nói mình vừa ăn no xong, giờ chưa muốn uống trà nên cứ để đấy. Chị ta giục tôi uống mãi, không được nên quát mắng tôi không biết điều, sau đó bỏ đi. Mấy hôm nay thỉnh thoảng chị ta lại qua nhà tôi nấu cái gì đó, hoặc đưa tôi ít thuốc không có nhãn mác. Cả nhà chồng ai cũng khen chị ta tốt bụng, nhưng tôi chẳng dám ăn. Hôm nào chị ta nấu là tôi giả vờ ngán không ăn được, chỉ gấp vài thứ quen quen rồi đòi chồng chở đi ăn ngoài. Thế nhưng đây không phải cách hay, tôi không thể ăn ngoài mãi được. Mà tôi cũng không biết rốt cuộc bà chị chồng này của tôi đang có âm mưu gì, cứ cảm thấy sợ sợ lo lo, làm thế nào bây giờ hả mọi người? Kể từ ngày mẹ chồng lên chăm tôi bầu bì, tôi gần như phát điên. Ấm ức quá nên tôi vào phòng khóc. Vừa thấy tôi khóc, mẹ chồng tôi lại sụt sịt theo. Đúng là bà cũng lắm mưu nhiều kế. Gia đình tôi ở thành phố là một nhà có điều kiện. Tôi kết hôn, bố mẹ đẻ sẵn sàng chia tiền ra mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư hạng sang. Thời bây giờ mua được nhà đất khó lắm. Thế nhưng bố tôi nói cho con gái ông chẳng tiếc cái gì bao giờ. Tôi luôn tự hào vì nhà mình có của, mà vợ chồng tôi lại được nhờ như vậy. Trái ngược với gia đình tôi, ngày chồng tôi ký tên mua nhà, mẹ chồng chỉ cho hai vợ chồng vỏn vẹn 50 triệu. Nói thật, số tiền ấy đến mua đồ nội thất còn không đủ, nhưng cũng muốn giữ thể diện cho bên chồng nên tôi cũng niềm nở nhận tiền. Vậy mà chồng tôi cũng không biết điều, chỉ có vài chục triệu bạc mà lần nào gọi về quê anh cũng ca điệp khúc.
May mà có tiền bố mẹ cho con mới mua được cái tivi to, cái tủ lạnh đẹp. Nhiều khi tôi bực lắm, không phải vì bố mẹ tôi chi ra tiền tỷ thì cũng chẳng có nhà cho anh mua thứ ấy. Trong khi anh suốt ngày cảm ơn vì mấy thứ lặt vặt đó, tại sao chẳng nói ngọt khi bên bố mẹ vợ? Tôi mang bầu lần đầu, bố mẹ bắt nghỉ việc ở nhà tịnh dưỡng. Mấy ngày tôi bị ốm nghén nặng, chẳng làm được việc gì. Mẹ tôi thì bận rộn với công việc kinh doanh, nên chồng gọi về quê, nói mẹ chồng tôi lên ở với tôi, đến khi tôi sinh cháu rồi ở cữ xong thì mới về. Cứ tưởng có mẹ chồng lên thì rảnh rang, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn không như tôi nghĩ. Từ ngày mẹ chồng lên, tôi chẳng vui nổi lấy một ngày. Tôi xem tivi thì bà nói tốn điện, tôi nằm chơi thì bà lại la phải hoạt động cho Mikey dễ sinh. Có hôm tôi bực quá nên cũng nói lại, tiền điện nhà con trả, chẳng đáng bao nên mẹ không cần lo đâu. Đấy, tôi phải nói thế bà mới thôi than thở về chuyện này. Rồi kể cả ăn uống bà cũng không hợp với tôi. Xưa đến nay nhà tôi ăn cái gì cũng gói gọn trong một bữa, chứ làm gì có chuyện thừa lại bịch kính, bỏ tủ lạnh ngày mai ăn tiếp. Ai chứ tôi chẳng ăn được, tính tôi thẳng nên tôi nói luôn. Mẹ ăn được chứ con không ăn được đồ ăn thừa từ ngày hôm qua. Từ nay mẹ cứ nấu riêng ra cho con. Tôi nói thế chứ có nặng nhẹ gì đâu, mà bà cố tình khóc vừa ăn vừa chùi mắt. Chồng tôi thấy mẹ khóc thì xót, nên lúc lên phòng anh bảo tôi quá quắt vừa thôi. Tôi quá quắt cái gì? Tôi chẳng cãi mẹ anh, tôi chỉ nói sự thật mà anh bảo tôi quá quắt. Tôi đóng cửa phòng khóc một mình, chắc mẹ chồng tôi sẽ thấy hả hê lắm khi tôi thấy đàn đây. Hôm qua tôi với mấy đứa bạn đi mua quần áo, tiện thể tôi chọn đồ cho con luôn. Chúng tôi tiêu tiền thoáng, nên mua được một lúc hơn chục triệu tiền quần áo. Khi tôi đang khệ nệ xách mấy túi đồ quần áo thì mẹ chồng tôi lại phụ một tay. Bà hỏi tôi mua cho ai, tôi mới nói là mua cho con sắp sinh. Thế là bà thả cả mấy túi đồ xuống nói, sắm gì mà nhiều thế này, trẻ sơ sinh nhanh lớn lắm, thế này chỉ mặc được 2 tháng là chật. Tôi biết ngay là bà lại tiếc tiền rồi, nhưng cũng coi như không biết. Thế mà cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Tối nay lúc đang ăn cơm, bà cứ phân vân mãi rồi bàn với vợ chồng tôi, mẹ thấy con sắm nhiều quá, hay là bán bớt cho ai đi, cứ để thế này thì tốn kém quá. Tôi thấy mẹ nói thì không hài lòng lắm, tiền của tôi sắm cho con tôi, chứ tôi có lấy tiền của bà đi sắm đâu. Cho nên tôi nói, tiền con kiếm được con sắm, mẹ không phải băn khoăn việc đó, mẹ đã cho cháu được cái gì đâu mà nói. Tôi nói thế mà chồng tôi quát tôi, cô im ngay, ấm ức quá nên tôi vào phòng khóc. Vừa thấy tôi khóc mẹ chồng lại sụt sịt theo, đúng là bà cũng lắm mưu nhiều kế. Vừa rồi chồng vào phòng nói mẹ đang dọn đồ về quê, anh bảo tôi đến xin lỗi mẹ. Ô hay, tôi làm gì có lỗi hay sao mà phải xin. Tôi thấy tôi nói chẳng có gì là sai cả, có chăng là cách nói của tôi không khéo léo nịnh nọt, nếu làm gì đến mức như thế mà bà phải chạy nảy lên đòi về. Đã vậy từ lúc bà lên, vợ chồng tôi còn cãi nhau như cơm bữa. Ngày mai mẹ chồng tôi về, tôi đoán kiểu gì chồng tôi cũng chạy theo năn nỉ mẹ ở lại. Tôi đang tính mai tôi cũng về mẹ đẻ, để xem anh chọn vợ, chọn con, hay chọn mẹ già lẫm cẩm của anh. Chắc anh sẽ đi tìm tôi về cầu xin tôi chứ gì. Thế này thì đừng hỏi vì sao chồng lại chán, chồng chê. Các chị vợ đang làm như thế này, bảo sao chúng tôi không chán, không la cà bên ngoài. Tôi thấy kể cũng lạ, đành rằng một vài người đàn ông cũng có cô này, cô kia ngoài vợ. Thế nhưng, ai cũng cùng cách suy nghĩ giống vợ tôi, có phải là vẽ đường cho hôn chạy hay không? Nói thật, tôi rất tự hào vì kết hôn gần 5 năm rồi, tôi vẫn một lòng với vợ. Nhưng hãy nhìn cách xử sự của vợ tôi và một bộ phận không nhỏ của các chị, các cô xem, có phải mọi người đang ép chúng tôi ngoại tình để mà vạch mặt không? Vợ tôi đợt này đang bầu bé thứ hai, vì mang thai lần đầu khá êm xuôi nên mọi việc chăn gói giữa chúng tôi vẫn bình thường cho đến lần này. Khi cô ấy mang thai được 2 tháng thì có triệu chứng đồng thai, cô ấy phải ở nhà nghỉ ngơi và hạn chế hoạt động. Dĩ nhiên là bác sĩ cũng dặn tôi rất kỹ về chuyện vợ chồng phải kiêng cữ. Làm đàn ông, ai mà chẳng có lúc đòi hỏi, nhưng tôi đều phải kiềm nén, thậm chí có khi phải tự xử một mình. Vậy mà mợ tôi lại tưởng cô ấy bầu bì rồi, tôi chán cơm thèm phở nên không cần vợ nữa. Đấy mọi người xem, ít nhất gần đến công việc ai cũng bù đầu lên, chuyện làm tăng ca hay việc trễ là bình thường. Trước kia thì không sao, chứ bây giờ vợ tôi ở nhà nên giờ giấc tôi đi về chệch một chút là cô ấy lại bóng gió tôi lén phén bên ngoài. Kể từ ngày bầu bì ở nhà, vợ tôi bỗng dân thân với mấy chị hàng xóm, mà khổ nổi một vài bà có chồng ngoại tình bên ngoài. Thế là qua các câu chuyện ngồi lê đôi mắt, bỗng dân họ dạy vợ tôi đủ cách quản lý chồng.
Cứ tối nào ăn cơm, cô ấy cũng luôn miệng với cái điệp khúc: "Chị Linh dạy em cách để phát hiện chồng ngoại tình rồi, anh đừng có hòng lừa dối em." Rồi lại: "Hôm nay anh về muộn, bận việc thật hay lại đi với con nào?" Chị Mai bảo ngày xưa chồng chị ấy cũng ngoại tình khi vợ bầu bì đấy. "Thôi thì vợ mệt nên tôi cũng im cho qua, chứ chẳng đôi co." Không kẻo lại bảo tôi có tật giật mình rửa thì khổ. Hôm trước tôi đang ngủ thì nghe tiếng vợ sụt sịt khóc. Vội vàng dậy thì thấy cô ấy đang ôm máy tính đọc những tin nhắn của tôi với người yêu cũ mà tôi đã xóa từ lâu lắm rồi. Thấy tôi dậy, cô ấy lại nói oán trách: "Ngày xưa anh nói chuyện với người yêu quan tâm như thế, chắc anh yêu người ta sâu đậm lắm chứ gì." Tôi mệt quá leo lên giường đi ngủ thì cô ấy giật chăn rồi kéo giận tôi dậy: "Anh nói thật đi, lâu nay em mang thai anh không đụng vào em, có phải anh có người khác không?" Nói rồi cô ấy gào lên khóc. Đến nước này tôi thích quá nên quát cô ấy vài câu, thế là cô ấy làm ầm lên bảo tôi ngoại tình nên giờ chưa mất vợ. Đã vậy vợ lúc ấy, vợ tôi còn định lôi điện thoại ra livestream vạch mặt tôi. May mà tôi giật điện thoại, không thì có lẽ hôm nay tôi đã bị mang tiếng khắp nơi vì tội ngoại tình khi vợ mang bầu. Đàn ông chúng tôi nhiều khi chẳng có ai bên ngoài, nhưng các cô cứ luôn nghĩ xấu cho chúng tôi như vậy. Như tôi đây rõ ràng là muốn tốt cho vợ, vậy mà còn bị nghi oan. May mà hôm sau tôi lôi điện thoại gọi cho sếp để anh chứng minh cuối năm ai cũng phải làm tăng ca, chứ không tôi cũng khổ với vợ. Cũng từ hôm ấy tôi cấm luôn vợ chơi với mấy bà chị có tư tưởng đàn ông ai cũng giống nhau, rồi lại tiêm nhiễm cho cô ấy đủ thứ. Nhiều khi tôi nghĩ thế này, đã cưới nhau rồi thì chúng ta nên tin tưởng nhau. Các cô cứ hiểu lầm chồng rồi cứ cố tạo dựng bằng chứng anh ta ngoại tình cho bằng được, đến khi người ta chán quá mà ngoại tình thật thì thế nào? Có phải khổ nhất là các cô không?